Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Khoa học lớp 5, bài 33, 34. Ôn tập và kiểm tra học kỳ 1. Bài tập số 1, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 1.1, bệnh nào dưới đây có thể bị lây qua cả đường sinh sản và đường máu? A là sốt xuất huyết, B là sốt rét, C là viêm não và D là bệnh S. Thì các em biết là bệnh sốt xuất huyết, con vật trung gian truyền bệnh chính là mũi mũi vằn. Bệnh sốt rét con vật trung gian truyền bệnh là mũi alofen. Rồi tiếp theo là bệnh viêm não. Bệnh viêm não con vật trung gian truyền bệnh cũng là con muỗi. Nó hút máu của những động vật chứa virus gây ra bệnh viêm não như là chim chóc chuột khỉ, sau đó đốt người và truyền bệnh cho người. Rồi như vậy là bệnh có thể bị lây qua đường sinh sản và đường máu đó chính là là bệnh S. Do đó các em chọn là chọn D. 1.2 Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa, người ta sử dụng vật liệu nào? A là nhôm, B là đồng, C là thép, D là gang. Thì các em biết là nhôm tính chất của nhôm rất là mềm và dẻo đồng cũng mềm và dẻo ghen thì là giòn thép thì là cứng như vậy là các em chọn là thép để làm cầu bắc qua sông làm đường ray tàu hỏa 1.3. để xây tường nét sân nát sàn nhà Người ta sử dụng vật liệu nào A là thủy tinh B là gạch C là ngói Thì các em biết là để xây tường nát sân Nát sàn nhà Người ta sử dụng vật liệu đó chính là gạch Rồi thủy tinh thì chỉ làm nằm, nằm cốc và nằm kính thôi Cốc này, kính này Còn ngói thì chỉ dùng để nập mái thôi Như vậy ở đây các em chọn gạch 140 để sản xuất xi măng tạc tượng, người ta sử dụng vật liệu nào? A là đồng, B là sắt, C là đá vôi và D là nhôm. đó các em biết rồi, để sản xuất xi măng tạc tượng thì người ta sử dụng vật liệu đó chính là đá vôi. 1.5 Để dệt thành vải may quần áo, chăn màn, người ta sử dụng vật liệu nào? A là tư sợi B là cao su C là chất dẻo Rồi ở đây các em biết là người ta dùng tơ sợi Để dệt thành vải may quần áo May chăn màn Tiếp theo các em sang bài tập số 2 Đọc yêu cầu của bài tập ở mục quan sát trang 68 sách giáo khoa và hoàn thành bảng sau. Hình hình 1, hình 2, Phòng tránh được bệnh gì, giải thích vì sao Rồi đầu tiên các em quan sát hình số 1 Khi ngủ kể cả ban ngày chúng ta nên mắc mạng Việc làm này thì phòng tránh được bệnh gì Và các em giải thích vì sao Rồi Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn Hay là sau khi đi đại tiện, tiểu tiện thì việc làm này phòng tránh được bệnh gì? Các em giải thích vì sao? Rồi uống nước sôi, uống nước đun sôi. Việc làm này phòng tránh được bệnh gì? Và các em giải thích vì sao? Rồi ăn cơm, này, thức ăn nấu chín, này, không ăn đồ ăn sống. này. Việc làm này phòng tránh được bệnh gì? Và các em giải thích vì sao? Và đầu tiên là hình 1. Hình 1 là mắc màn khi ngủ, kể cả ngủ ban ngày hay là ngủ ban đêm. Thì việc làm này phòng tránh được bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và viêm não. Bởi vì ba căn bệnh này đều do con vật trung gian truyền bệnh đó là con muỗi. Tức là các em ngủ mắc màn để tránh mũi đốt. Tránh muỗi đốt thì tránh tránh mũi truyền bệnh. Rồi giải thích là mũi đốt người bệnh hoặc là động vật mang bệnh rồi đốt người lành và truyền virus gây bệnh sang người lành. Hình số 2. Hình số 2 là rửa tay trước khi ăn uống hay là sau khi đi đại tiện tiểu tiện. Thì việc làm này phòng tránh được bệnh viêm gan A và bệnh tiêu chảy tả lị. Bởi vì các bệnh này đều lây qua đường tiêu hóa. Bàn tay bẩn thì có nhiều mầm bệnh cho nên chúng ta phải rửa tay bằng xà phòng. Trước khi ăn uống hay là sau khi đi đại tiện tiểu tiện. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 là uống nước sôi. Phòng tránh được bệnh là viêm gan A này, tiêu chảy tả lị này, giải thích này các bệnh đó các bệnh viêm gan A tiêu chảy tả lị đều lây qua đường tiêu hóa đúng không mà nếu mà chúng ta uống nước lã tức là nước không đun sôi đấy thì là nước này nó chứa nhiều mầm bệnh chính vì vậy mà chúng ta cần phải uống nước sôi phòng tránh được bệnh viêm gan A tiêu chảy tả lị rồi hình số 4 hình số 4 là ăn cơm và các thức ăn chín. Phòng tránh được bệnh viêm gan A, tiêu chảy tả lị. Các bệnh đó lây qua đường tiêu hóa. Chính vì vậy mà thức ăn ôi thiêu hay là thức ăn sống thì sẽ chứa nhiều mầm bệnh. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Chọn 3 vật liệu đã học để hoàn thành bảng sau. Tên vật liệu, đặc điểm tính chất, công dụng rồi các em có thể chọn vật liệu là đồng này nhôm này đá vôi này hay là sắt này hoặc là chất dẻo này rồi ở đây ví dụ nên như các em chọn tên vật liệu là cao su chẳng hạn đặc điểm tính chất của cao su là có tính đàn hồi tốt ít bị biến đổi khi gặp nóng lạnh cách điện cách nhiệt chính vì vậy mà công dụng của nó được ứng dụng để làm sử dụng để làm xong này, lốp xe này, làm các chi tiết của một số đồ điện này. Rồi tên vật liệu thứ hai là đồng. Đặc điểm tính chất của đồng là có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ rất mỏng và kéo sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Chính vì vậy mà công dụng của đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô. Ba là vật liệu nhôm. Đặc điểm tính chất là có màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ, dễ rát mỏng, không gỉ, có tính dẫn điện, dẫn nhiệt. Chính vì vậy mà nhôm được dùng làm khung cửa này, vỏ vỏ của nhiều loại hộp, rồi chế tạo dụng cụ làm bếp, vân vân. Rồi tiếp theo em sang bài tập số 4, tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại được câu trả lời đúng cho từng câu hỏi sau. Câu A, quá trình trứng kết hợp với tinh trùng được gọi là gì? Thì các em biết là quá trình trứng kết hợp với tinh trùng được gọi là sự thụ tinh. Sự thụ tinh. Câu B, em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là gì? Thì em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là là bào thai. Câu C. Giai đoạn cơ thể bắt đầu phát triển nhanh về chiều cao cân nặng và được đánh dấu bằng sự xuất hiện kinh nguyệt lần đầu ở con gái và sự xuất tinh lần đầu ở con trai được gọi là gì? Đây chính là là dạy thì. Câu D. Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời của mỗi con người được gọi là gì? Giai đoạn này được gọi là vị thành niên. Thì đây là những kiến thức cũ thôi. Chúng ta ôn lại. Câu E. Từ nào được dùng để chỉ giai đoạn hoàn thiện của con người về mặt thể chất, tinh thần và xã hội. Đó chính là từ trưởng thành. Câu D. Từ nào được dùng để chỉ con người bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời? Bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời đó chính là từ từ già. Câu hát Bệnh nào do một loại ký sinh trùng gây ra và bị lây truyền do mũi alofen? Đó chính là bệnh sốt rét. Câu y Bệnh nào do một loại virus gây ra và bị lây truyền do mũi vằn? Thì đó chính là là bệnh sốt xuất huyết. Câu ca Bệnh nào do một loại virus gây ra? Virus này có thể sống trong máu, gia súc, chim, chuột khỉ. Bệnh bị lây truyền do mũi hút máu, các con vật bị bệnh rồi truyền virus gây bệnh sang người. Thì em biết bệnh này là là bệnh viêm não, viêm não. Câu y Bệnh nào do một loại virus gây ra và lây truyền qua đường tiêu hóa. Người mắc bệnh này có thể bị sốt nhẹ, đau ở vùng bụng bên phải gần gan và chán ăn. Rồi bệnh này chính là bệnh viêm gan A. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.